Xin chào những khán giả thân thương của Skybook Radio. Đây là chương trình được phát sóng vào thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần, nơi chia sẻ những câu chuyện, những tâm tư và đặc biệt là những trang sách hay tới bạn. Hôm nay, mời bạn cùng mình lắng nghe những bài viết được trích từ cuốn Thế giới hiện đại, con người cô đơn của tác giả Hiên. Rồi sẽ tới một khoảnh khắc trong đời, bạn ngồi giữa nhà hàng sang trọng, ăn một đĩa salad đắt tiền, uống một ly rượu lâu năm, nhưng trái tim thì hoàn toàn trống rỗng. Không như lần đầu tiên chúng ta được thưởng thức, mọi thứ đều không còn ngon miệng và hào hứng như lúc ban đầu. Chúng ta khao khát một bữa cơm chiều với tiếng mắng của mẹ, lời cảm giảm của bố. Chúng ta thèm một bát canh cua với cà và chúng ta thèm những buổi trưa hè mất điện, hơn là phòng điều hòa tiện nghi, hơn là âm thanh lịch lãm của những lời sáo rỗng của đối tác, đồng nghiệp. Tất cả chúng ta khi bước ra đời, tự chống chọi, tự sinh, tự sát, ai rồi cũng sẽ gặp phải những ngày như vậy, những ngày cảm thấy sự hiện đại là vô nghĩa. Điện thoại nhiều chức năng như vậy, nhưng cũng là vô dụng nếu không có tin nhắn của người ta thương. Vật chất là tầm thường nếu nó chẳng cứu vớt được những điều quan trọng. Danh vọng, địa vị cũng chỉ là sáo rỗng nếu thực sự cuộc sống bên trong chúng ta chẳng hào nhoáng đến vậy. Sự hiện đại khiến con người ta không thể giao tiếp với nhau một cách bình thường, thẳng thắn, yêu nhau sâu đậm, tưởng chết đi sống lại, nhưng kết thúc cũng chỉ bằng một tin nhắn chia tay. Chặn Facebook, tắt điện thoại là chẳng biết nhau ở đâu. Sự hiện đại khiến con người ta hủy hoại môi trường mình đang sống. Ai đã từng thấy vui vẻ khi người ta sản xuất ra những đồ dùng mang về tiện lợi, không còn phải bát đĩa đem theo mỗi lần mua đồ? Rồi cũng chính ai bây giờ đang sống trong một môi trường mà mức độ ô nhiễm đáng báo động? Còn ai ngoài chính chúng ta? Sự hiện đại khiến chúng ta quên mất điều gì mới là quan trọng. Vì cuộc sống mệt mỏi, chúng ta chạy theo vật chất mà hy sinh tình cảm. Để rồi một ngày nào đó nhận ra thì đã quá muộn màng. Thế giới càng hiện đại, con người càng cô đơn. Vì chúng ta đánh mất những người thấu hiểu mình, những bình yên vô giá chẳng đổi lấy được bằng tiền, những sai lầm của cả nhân loại mà bây giờ chỉ có thể hạn chế chứ không thể thay đổi. Nhưng tôi cũng cảm ơn vì bản thân đã trải qua những năm tháng hiện đại như vậy, mới thấu hiểu và trân quý những điều đáng giá bên cạnh, mới biết nhẹ nhàng và yêu thương gia đình, mới biết xót xa khi sử dụng chiếc cốc nhựa hay túi ni lông. Thế giới hiện đại như vậy để chúng ta hiểu rằng làm người lớn hóa ra cũng không có gì vui, để tuổi già có thể dạy dỗ con cháu, dù có thể cũng như chúng ta khi xưa, chưa bao giờ hiểu cho cha mẹ. Nhưng cuộc sống là một dòng chảy, chỉ cần mỗi người chúng ta nhận thức được đúng đắn, được tốt xấu thì nhất định thế giới này sẽ không chỉ hiện đại mà còn tử tế. Và khi đó, hy vọng con người sẽ bớt đi sự cô đơn. Cuộc đời vừa lòng bạn, vốn chỉ có trong mơ. Vì đây là thế giới sẽ có người khiến bạn yêu mến, ngưỡng mộ, cũng sẽ có những người bạn ghét ngay từ lần gặp đầu tiên. Trên đời này có vô số chuyện không thể theo ý bạn. Có những con người mà khi gặp gỡ, tiếp xúc, bạn phải thốt lên. Sống kiểu quái gì vậy? Ừ, nhưng đó mới chính xác là cuộc đời. Bạn không phải là thầy giáo, không thể nhét tư tưởng vào đầu người khác. Bạn không phải công an, người khác làm trái ý bạn sẽ tống vào tù. Bạn không phải mẹ của họ, nói gì phải nghe nấy. Bạn chỉ có thể ảnh hưởng tới họ khi bạn có chỗ đứng trong cuộc đời họ mà thôi. Nói vậy để biết rằng thế giới này không phải của riêng bạn. Đừng cố vẫy vùng và đi tìm hiểu tại sao nó không theo ý bạn muốn. Cuộc sống có người này cũng có người kia. Nếu không có tội phạm, có kẻ xấu, công an lấy gì ra mà làm? Nếu không có rác thải thì cần gì lao công, cần gì nghiên cứu sinh về môi trường? Nếu không có người khiến bạn tổn thương, làm sao bạn biết đau đớn là gì? Cho nên không nhất thiết phải tìm cách thay đổi bất cứ ai. Việc của bạn là sống và làm những điều mình muốn. Nếu hành động của bạn là tốt, nó sẽ ảnh hưởng và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Nếu hành động của bạn là xấu, ắt hẳn sẽ có người lên tiếng và chỉ trích bạn. Còn nếu bạn muốn có một thế giới cho riêng mình, thì tốt nhất bạn nên về nhà, đóng cửa lại và chơi với thú cưng, làm việc mình thích, bước ra khỏi thế giới này, sống một cuộc đời cô độc nhưng không bao giờ phải trứng tai gai mắt. Thứ cuộc đời vừa lòng bạn, vốn chỉ có trong mơ. Nhưng bạn đừng vội nản lòng, bởi chính sự khó khăn đó là thứ bạn cần để loại bỏ những người không cùng thế giới ra khỏi cuộc sống của mình. Bạn sẽ tìm được những người bạn cùng chí hướng, tính cách tương xứng, nói chuyện hợp ý trong cuộc đời rộng lớn này thông qua những điều khiến bạn không hài lòng.
thế giới này chẳng có chuyện gì theo ý của bạn đâu, cho nên bạn đừng hờn trách, đừng cố chấp bắt ép người khác sống theo ý mình, đừng vội vàng quy chụp thế giới không ra gì, chỉ là mỗi người một cách sống, một quan điểm mà thôi. Đừng tự rước những bực tức vào người và ôm mộng thay đổi thế giới nữa, đó không phải việc dành cho bạn, bạn không mạnh mẽ và tài giỏi đến thế đâu. Việc của bạn là sống cuộc đời này theo ý của mình. Chỉ cần sống tốt đời mình và tử tế theo cách mình muốn là đủ rồi, bạn nhé.